Xin kính chào quý khán thính giả và các em thiếu nhi của đài truyền hình VanTV 55.2 đến với chương trình Đôi Bàn Tay Nhỏ. Và hôm nay Hồng Thảo mời được anh Đại Nghĩa để giúp Hồng Thảo có nhiều thêm ý kiến cho cái mùa Easter sắp tới nè, có nghĩa là mùa phục sinh sắp tới đó. Không biết là anh Đại Nghĩa có những cái ý kiến nào để làm cho mùa này nó thú vị hơn không? Trước tiên thì Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả cũng như là chào tất cả các em nhỏ đang theo dõi chương trình. Về cái lễ phục sinh thì thực ra thì bên Việt Nam á, người ta cũng ít có tổ chức những cái ngày lễ phục sinh thế này. Thành ra Nghĩa cũng không có rành lắm về cái ngày lễ này. Ở bên Mỹ thì chúng ta sẽ làm gì, vui chơi như thế nào, hoặc là có những cái món quà gì tặng nhau trong ngày lễ này. Thì bây giờ trước khi mà cho Hồng Thảo những ý kiến sẽ làm những cái món gì hướng dẫn cho em thiếu nhi á, thì Hồng Thảo có thể giới thiệu sơ cho Đại Nghĩa biết về ý nghĩa của ngày lễ này được hay không? Wow, lễ phục sinh ở đây á, thì nó rất là đặc biệt đối với những người mà có đạo Kitô hữu. Nhưng mà đối với các em nhỏ thì cũng đặc biệt không kém, là tại vì các em rất thích được đi lượm trứng nè. Được tại vì là mùa xuân mà, cho nên có nhiều hoa ở ngoài park nè, ở ngoài công viên. Rồi được đi ra ngoài chơi, rồi có những chú thỏ con và những cái con vịt con nhỏ nhỏ đó được thả ở ngoài để cho các em chơi đùa và hiểu được cái mùa lễ phục sinh, cái mùa mà Chúa sống lại và mọi sự bắt đầu sinh sản, bắt đầu nở rộ vào mùa này. Giống như là chúng ta có nhiều cái hoạt động dành cho lễ phục sinh cũng như là chào đón một mùa xuân nữa, đúng không nè? Đúng rồi đó. Nếu như vậy thì Đại Nghĩa đã có những cái ý tưởng để làm hướng dẫn cho các em làm những cái món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, những cái món đồ vật trang trí mà thậm chí có thể ăn được nữa. Wow. Nghe có vẻ thú vị rồi nha. Phải thú vị không đâu mà còn hấp dẫn nữa. Đặc biệt là ai mà đang đói bụng á, là có thể là vừa làm những cái món đồ để trang trí này mà vừa làm mà vừa ăn. Thành ra bảo đảm là vừa đẹp mà vừa no. Vừa đẹp vừa no chứ không phải là vừa ngon à. Đúng rồi. Thôi bây giờ vậy đi, Hồng Thảo và Đại Nghĩa sẽ thay phiên nhau hướng dẫn cho các em nhỏ làm những cái món đồ trang trí này nha. Mình sẽ không nói trước là mình sẽ làm cái gì đâu. Đó, bây giờ Hồng Thảo hướng dẫn một món, sau đó Đại Nghĩa sẽ hướng dẫn một món để thử xem giữa hai chúng ta ai hướng dẫn cho các em thiếu nhi được nhiều món độc đáo hấp dẫn hơn. Đúng rồi, mình sẽ làm cho các em ngạc nhiên, phải không? Đúng rồi. Bây giờ Đại Nghĩa trước hay là Thảo trước đây? Lady first. Đúng là gentleman ha. Well, Hồng Thảo thì mới vừa rồi thì thu thập được á, là các em có biết cái này là gì không? Đây là Rice Krispie Treats. Nhưng mà mình có thể là dùng nó để làm một cái bird nest như thế này. Như là một cái tổ chim vậy đó. Đúng hả? Đúng rồi đó, một cái tổ chim nhỏ. Từ... tại vì một cái bánh như vậy mà sao làm được cái tổ chim hay quá ta. Vậy để Hồng Thảo chỉ nha. Phải làm đi ha. Mình thấy theo dõi mình mới biết cách mình làm được. Đúng rồi đó. Bây giờ thì Hồng Thảo sẽ... Bước 1 là gì nào? Bước 1 là đi mua là cái phải bánh đi về. Mua cái bánh về, đúng rồi. Mua cái bánh về và đừng có ăn, khoan ăn đó nha. Mình mở ra xong rồi cái mình lấy cái bánh ra. Tại vì cái bánh này á, thì nó mềm. Nó thơm lắm, nó mềm. Phải không? Chưa chi là thấy thèm muốn ăn trước rồi đó. Khoan đó nha, để Hồng Thảo làm xong rồi lúc đó hãy ăn. Và bây giờ mình sẽ mình cứ bóp nhẹ nó như thế này. Mình làm cái tổ chim thì nó hình gì ha? Hình tròn tròn. Giống như cái thúng nhỏ nhỏ phải không? Mình sẽ làm thành một cái thúng nhỏ như thế này. Mình nặng nặng nó vậy đó. Mình cứ nặng nó thôi. Rất là đơn giản đúng không? Này thì mấy em nhỏ chắc rất là thích nè, là vừa được chơi với lại đồ ăn. Đúng rồi. Tại nghĩ thấy là các bạn nhỏ rất thích làm những cái gì mà nặng, hoặc là vẽ tranh, hoặc là nặng tượng đó. Đúng rồi thì đó. Thì khi mà làm cái tổ chim này, các em nhỏ sẽ thỏa mãn được cái sở thích đó của mình. Bởi vì thấy rằng cái này rất là thơm nữa. Cái bánh này rất là thơm. Thông thường thì ba mẹ đâu có cho các em chơi với đồ ăn đâu phải không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà làm cái này thì các em được chơi thoải mái.
bây giờ là cái thúng nhỏ đây Hồng Thảo mới đi làm xong. À, ôi các bạn nhỏ thấy không? Rất là đơn giản. Cái tổ chim. Rất là nhanh đúng không nè? Chưa tới một phút nữa là chúng ta đã có thể nặng từ một cái bánh thành một cái tổ chim nho nhỏ xinh xinh rồi. Nhưng mà nếu vậy không thôi thì nó vẫn còn hơi đơn điệu nha. Đúng rồi đó, bây giờ thì nó chưa ra gì hết, chỉ là một cái thúng nhỏ hoặc là cái tổ nhỏ thôi. Nhưng mà nếu như mà mình để những cái trứng nè sắp sửa nở ra thì nó đúng ý nghĩa của một cái tổ chim hơn, có phải không? Nhưng mà cái này là những cái viên kẹo đúng không nè? Đúng, cái này chỉ là jelly bean ở ngoài chợ nó ưa bán lắm. Và mùa này thì người ta bán rất là nhiều đủ màu hết, thì mình cứ việc bỏ vô như thế này. Bỏ nhiều màu sắc vô để cái tổ chim của chúng ta nó sẽ đẹp hơn đúng không nè? Đúng rồi đó. Vậy là xong chưa? Như vậy thì mình đã có một cái tổ chim nhỏ và đây. Trên đây ha, để cho mọi người cùng thấy. Đó, thấy chưa, cái này rất là nhanh, chưa tới một phút mà phải không? Đây mình còn một cái tổ chim nữa nè, đó. Rồi. Bây giờ để Nghĩa làm thử nha. Ok. Đây nè, cái này nó rất là mềm, rất là dễ nắng. Các bạn nhỏ có thể làm cái tổ chim này chỉ trong vòng một phút mà thôi là chúng ta có ngay được một cái tổ chim xinh xinh dễ thương mà có thể ăn được nữa. Mà hơi khoan ăn, làm xong đi cái đã, để trưng lên mình chụp hình đi, rồi sau đó mình sẽ ăn, đúng không nào? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một vài quả trứng vào, rất là đơn giản, ai cũng làm được cả, không một chút khó khăn nào. Chỉ có điều là bây giờ các bạn nói là bố mẹ hai mình dắt mình ra ngoài cửa hàng, ra ngoài siêu thị đó, mình mua đầy đủ tất cả những cái món này và sau đó mình bỏ vào thôi. Chỉ cần hai thứ thôi, là các em cần cái Rice Krispie Treat và những cái viên kẹo jelly bean, là mình có thể có được những cái tổ chim nhỏ nhỏ gì lúc mà đi picnic hay gì đó, mình có thể làm giống như là party favor cho mấy đứa nhỏ nó thích, thì nó cũng bắt mắt hơn. Đúng rồi, đó thấy không, chứ chút xíu thôi là Nghĩa đó có thể làm được một cái tô chim với những cái quả trứng đủ màu sắc hết. Đây, để hai cái tô chim kế nhau. Rồi, cái này là idea của Hồng Thảo đó. Còn bây giờ tới lượt Đại Nghĩa đây, có cái gì hay hơn không? Thảo khôn quá, idea gì đâu mà dễ ẹt vậy đó. Mua cái bánh về nặng, bỏ cục kẹo thành tô chim. Chưa, nếu mà làm như vậy thôi thì nó quá đơn giản đi. Với lại là cái tổ chim không mà không có con chim đâu trơn trọi à, thấy không? Lúc này chim đâu? Chim tha mồi rồi hả? Chim mẹ đã bay đi kiếm ăn rồi. Rồi, để cho cái tổ chim này bớt đơn điệu thì Đại Nghĩa sẽ hướng dẫn cho Hồng Thảo cũng như là các bạn nhỏ làm ra một cái này dễ thương lắm. Bây giờ tạm thời bỏ cái này xuống nha. Ok. Đây, bỏ xuống đây. Hồi hộp quá, không biết sẽ Đại Nghĩa sẽ có cái gì đây. Các bạn nhìn xem đây là cái gì nào. Đó là giấy màu ha, đủ màu sắc hết. Thích màu nào các bạn cứ mua màu đó về. Đây, đó. Và bây giờ trước tiên có lẽ sẽ làm một cái con lớn lớn trước. Bây giờ Hồng Thảo giữ một tấm màu vàng. Rồi. Đại Nghĩa sẽ làm một tấm màu đỏ. Rồi. Chúng ta bắt đầu xếp nha các bạn. Đầu tiên các bạn hãy nhìn xem tấm giấy của ta như thế này. Và chúng ta gấp lại trước. Gấp xéo lại. À, như thế này. Xếp giấy là Hồng Thảo thích lắm mà. Mà không phải riêng Hồng Thảo đâu, mà mấy bạn nhỏ cũng rất là thích xếp giấy. Rồi, xong chưa nào? Và bây giờ chúng ta bắt đầu gấp tiếp nha. Chúng ta sẽ gấp từ cái mép này, chúng ta gấp vô một chút xíu. Hồng Thảo cũng làm luôn nha. Rồi. Chỉ nhỏ thôi phải không? Nhỏ thôi. Đây, các bạn xem. Mình gấp lại như thế này, nhỏ thôi. Và sau đó chúng ta quay ngược qua, gấp ngược trở lại. Giống như nếu như các bạn nhỏ mà biết xếp quạt giấy á, thì cái này nó giống như vậy thôi. Không lẽ mình đang xếp quạt giấy sao? Thì từ từ chờ xem đi rồi sẽ biết. Mình gấp lại xong rồi mình lật ngược qua đây, mình lại tiếp tục mình gấp nữa. Cứ như thế cho đến hết tờ giấy nha. Các bạn, nếu mà các bạn gấp cái nếp gấp này nó càng nhỏ đó, thì một chút xíu nữa cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ càng đẹp. Và hãy cố gắng gấp cho nó đều ha. Nào gấp đi nè. Wow, thấy dễ nhưng mà cũng không phải là dễ lắm đâu hả? Để giữ cho cái này nó được thẳng. Đúng rồi. Đều như nhau. Thì bởi vậy mới cần các bạn nhỏ của chúng ta có một đôi bàn tay khéo léo chứ. Đúng rồi, cái này là để tập cho các em có thêm tinh thần nhẫn nại và khéo léo phải không? Đúng rồi. Đây, công việc thì đơn giản thôi nhưng mà cần cái sự khéo léo tỉ mỉ của các em. Cái này nhớ hồi nhỏ đó mình cũng hay gấp lắm, nhưng mà mình gấp mình sẽ xếp thành một chiếc quạt để mình quạt cho nó mát. Thì đó, Hồng Thảo nghĩ là mình đang làm cái chiếc quạt mà. Nghĩ là chiếc quạt, thử xem có nó phải là chiếc quạt hay không nha. Xong chưa?
Rồi, cũng gần xong đây. Để coi ai làm nhanh hơn nha. Nhanh mà phải đẹp kìa. Chứ nhanh mà không đẹp cũng như không. Dĩ nhiên là phải đẹp rồi. Xong. Chỉ hơn thảo được vài giây thôi. Đây, bây giờ các bạn nhìn xem, chúng ta đã có được một cái tờ giấy xếp nó như thế này. À. Rồi bây giờ Hồng Thảo đoán được chưa nó là cái gì nè? Wow. Đoán là cái quạt hả? Đại nghĩa nó là không phải cái quạt rồi, chắc là con chim. Để cho cái tổ chim này phải không? Suy luận một chút xíu mình sẽ đoán ra ngay ha. Mình đang ở Mỹ, thời tiết mùa này cũng khá là mát mẻ. Rồi chưa kể bước vào nhà ai cũng có máy điều hòa, máy lạnh hết trơn trọi. Thành ra không có mắc gì mình phải làm cái quạt, mình quạt tay chứ nó mỏi. Chắc chắn đó không phải là cái quạt. Mà như đại nghĩa nó nói đó, mình làm cái này nó có liên quan một chút xíu với cái tổ chim của Hồng Thảo thì chắc chắn nó phải là một cái con vật gì đấy. Thử xem. Bây giờ chúng ta sẽ gấp đôi lại. Chúng ta sẽ gấp đôi lại như thế này. À. Gấp đôi lại nha. À. Các bạn nhớ gấp làm sao cho cái nếp gấp nó sắc nét thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Như vậy hình dung ra chưa là cái gì nào? Giống cái gì nè? Bật mí đi mà, cứ làm hồi hộp hoài. Cái này có phải là không phải là cái nơ đâu nha. Cô không phải là cái tai thỏ đâu nha. Đó là cái cánh. Đôi cánh. À đây. Nếu như chúng ta ghép hai cái này lại với nhau thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được. À, hình dung là con gì chưa? Đã. Cái này giống bướm bướm. Chính xác. Con bướm bướm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái sợi như thế này. À, Hồng Thảo biết là cái gì không? Cái này ở ngoài chợ thì các em chắc biết cũng nhiều, tại vì trong trường các cô cũng có thường dùng cho các em, gọi là fuzzy stick. Đúng rồi. Mà nó cũng có nhiều màu cho nên rất là dễ thương. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sợi dây này để chúng ta kết nối hai cái cánh này lại. Đó. Cái phần này có lẽ là phải để cho Hồng Thảo. Bây giờ nếu như mà Hồng Thảo không nghĩ ra đây là con bướm mà phải làm như thế nào nữa thì coi như là Hồng Thảo dở lắm luôn á. Thử xem sao. Ok. Ngoắc lại. Để mình thử nha. Mình tạo cái thân con bướm bướm. Và phải nhớ có hai cọng râu nữa nha. Ok. Chứ bướm mà không có hai cọng râu là không phải là bướm đâu. Có phải vậy không? Chính xác. À. Và bây giờ cái thân con bướm đây. Rồi, xong rồi. Các bạn thấy không? Chỉ cần một vài thao tác đơn giản thôi, chúng ta đã có ngay một con bướm bướm với hai cái cánh rất là đẹp, màu đỏ và màu vàng. Và bây giờ chúng ta banh banh cái cánh này ra cho cánh nó xòe một chút, bướm nó đang bay ha. Chứ cánh mà nó xẹp lại quá thì bướm nó ngủ mất tiêu rồi. Đây. À, con bướm của mình có đẹp hay không á, theo như Hồng Thảo nghĩ thì cũng do cái màu sắc mà mình chọn nữa, phải không? Đúng vậy. Nó làm cho con bướm của mình nó nhìn đẹp hơn, hay hơn. Màu sắc nó sẽ rực rỡ hơn, chúng ta sẽ lựa chọn màu. Và nếu như các bạn nhỏ nào mà khéo tay á, thì trước khi gấp thành cánh bướm như thế này, các bạn hãy dùng những cây viết lông, các bạn vẽ những cái đốm tròn tròn lên trên tờ giấy. Để khi chúng ta gấp và chúng ta xòe ra, thì trên cánh bướm của chúng ta sẽ có được những cái vết đốm đốm như cánh con bướm thật vậy đó, rất là đẹp. Mình có thể làm đủ thứ với lại con bướm này ha. Đúng. Đó, bây giờ chúng ta đã có một con bướm bướm rồi. Con bướm bướm này theo Thảo thì có liên quan tới cái tổ chim không? Chứ cái này thành tổ bướm quá. Trứng của bướm quá. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta làm đây là làm cái tổ chim mà cuối cùng là nghĩa là hướng dẫn các bạn nhỏ làm ra con bướm. Bởi vì sao? Bởi vì cái tổ chim của chúng ta quá thơm và quá ngọt, bướm bướm thế nào cũng sẽ bay tới và đậu xuống cái tổ chim của chúng ta. Nhưng mà Đại Nghĩa cũng có thể thắng Hồng Thảo với lại cái tốc độ làm cái con bướm này. Không, cũng chỉ ra, vài giây thôi. Đúng vậy. Làm rất là đơn giản, rất là nhanh chóng. Và các bạn nhỏ, nếu như các bạn nhỏ mà chịu khó một chút xíu á, các bạn nhỏ làm nhiều con bướm như thế này, lớn nhỏ khác nhau, chúng ta có thể cắt giấy lại để làm những cánh bướm nó nhỏ hơn. Và nếu như các bạn khéo léo, các bạn hãy kết sâu thành nguyên một cái chuỗi dây dài với nhiều những con bướm bướm. Vậy chắc là nhà Đại Nghĩa nhiều bướm lắm ạ. Có, nhà Đại Nghĩa không có làm bướm gì đâu. làm đại bàng không á. Thì đó, các bạn tưởng tượng xem, nếu như chúng ta có một sợi dây với nhiều con bướm bướm như thế này. À, đây bên đây Đại Nghĩa cũng có một con bướm sẵn rồi nè. Thì chúng ta sẽ rất là đẹp treo ở trong phòng ngủ của các bạn, đặc biệt là các bạn gái á, thì sẽ rất là dễ thương trong căn phòng của mình, đúng không nào? Đúng rồi hả? Rồi vậy bây giờ mình sẽ để đây nha. Hai con cho nó làm bạn đi. Hai con cho làm bạn. Các bạn hãy nhớ rằng chúng ta có thể làm những con lớn hơn, thậm chí là những con nhỏ xíu, nhỏ xíu xíu thôi cho nó xinh xinh đó mà.
Đó, như vậy là Đại Nghĩa đã hướng dẫn cho Hồng Thảo cũng như là các bạn nhỏ làm ra những chú bướm bướm màu sắc dễ thương rồi. Bây giờ đến phiên Hồng Thảo đó sẽ hướng dẫn cho các bạn nhỏ làm cái gì tiếp theo đây. Hồng Thảo thì chỉ thích ăn thôi, cho nên làm cái gì mà mình có thể liên tận quan dụng đến đồ ăn phải không? liên quan đến đồ ăn mà sau đó mình có thể, sau khi mà mình trưng bày xong mình có thể ăn được nữa. Đố Đại Nghĩa chứ Hồng Thảo sắp sửa muốn làm cái gì? Chà, ở đây mình có cái tổ chim này nè, ở đây mình có cái con bướm này nè. Hồng Thảo cầm trái cam, không lẽ mình làm một cái bông hình trái cam hay là trái cam hình trái bông? Không phải là Hồng Thảo muốn lột ra ăn đâu nha. Cái là gì? Ok, cái này sẽ là một bí mật. Bây giờ Hồng Thảo làm xong thì chúng ta sẽ đoán xem nó sẽ là cái gì. Ok, bây giờ Hồng Thảo có một trái cam ở đây. Hồng Thảo lựa trái cam mà nó không có bị, nó liền lạc, nó không có bị sức mẻ gì ha. Xong rồi, bây giờ thì bắt đầu trước với lại cái này đi. Cái này là cái gì vậy? Cái này á, là kẹo mà người ta gọi là nó giống như là cái miếng lemon, cái miếng chanh gì đó. Mà ở ngoài chợ Walmart hay là ở đâu gì người ta cũng thường bán. Không, cái thảm ghim vào cái tâm, ghim, sau đó ghim vào cái tâm. Rồi xong rồi ghim vào cái rồi để mình làm cái còn lại chứ. Dạ. Tức là bây giờ cũng xỉa cái tâm vô nè. Đó, các bạn thấy không? Đơn giản nha. Rồi, sau đó rồi mình chỉ vô vậy đúng không? Đúng. Mà viên kẹo này mềm thôi cho nên tâm cũng dễ xuyên qua lắm. Cái tai, cái lỗ tai đúng không? Bây giờ là cái gì rồi? Chắc chắn là một cái con gì đây? Cái con vật gì đây? Con gì mà cái lỗ tai nó cao, nó dài. Chân thỏ quá. Đã nói là bí mật mà. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Mình sử dụng nếu như mà nếu mà là một con vật thì giờ nó cần cái gì? Phải có cái mặt. Phải có cái mặt, đúng rồi, trên mặt thì phải có cái gì? Có hai con mắt. Đúng rồi, bây giờ mình làm hai con mắt cho con này nha. Cũng dùng cái tâm mình ghim vào. Mình sẽ dùng cái tâm mình ghim vào. Xong mình lấy cái jelly bean, cái loại nhỏ thôi, màu đen để làm. Cái màu này là màu tím tím đen đen. Màu tím tím đen vậy đen. Vậy là mắt tím rồi. Con thỏ này có được. Cô nàng mắt tím á. Cô nàng mắt tím dễ thương quá, bây giờ mới có một mắt thôi, độc nhãn. Rồi, làm thêm con mắt còn lại. Mình không có ác đến độ mà chỉ cho con này một con mắt đâu nha. Mình cho nó thêm một con nữa. Có hai con mắt rồi thế nào mới tới cái lỗ mũi? Tới lỗ mũi. Cho lỗ mũi màu đỏ được không? Được. Cho lỗ mũi màu đỏ đi. Màu đỏ, ghim vô. Đó. Rồi, cho lỗ mũi đứng hay nằm ngang? Đứng đi. Đây các bạn xem, nó ghim cái lỗ mũi vào. Đại Nghĩa thích có lỗ mũi cao, không phải là lỗ mũi tẹt. Nếu như bạn nào muốn lỗ mũi tẹt, quay ngang cục kẹo là xong, thật cái mũi tẹt. Thôi để mũi tẹt cũng dễ thương nè. Nhìn dễ thương lắm chứ bộ. Rồi tới cái miệng mình làm bằng cái gì? Cái miệng hả? Có phải là miệng không? Phải miệng chứ, người ta có lỗ mũi không cho cái miệng à. Nhưng mà cái miệng màu cam nó sẽ tiệp màu với cái này. Trời, cái miệng bự quá. Kệ đi. Môi đỏ đi. Môi phải đỏ. Làm một cái môi này ha. Cái môi này thâm đen. Đúng, cái môi này thâm đen không đẹp. Phải làm môi đỏ. Ok. Vậy là cô này là phải là cô nàng thỏ cái. Thỏ cái. Ghim vào. Đó. Ê cha, cái miệng nó hơi bị mé không bên rồi, xíu qua đây. Đúng rồi đó. Các em cũng phải canh cho cái miệng, hai con mắt và hai lỗ tai phải đều với nhau chứ không á thì nó dị dạng lắm. Đây. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ nhìn xem cô thỏ của chúng ta dễ thương nào. Có lỗ tai màu xanh nè, đôi mắt màu tím nè, cái lỗ mũi màu đỏ nè và một cái bờ môi rất là gợi cảm. Môi dày á, rất là gợi cảm này, chắc có đi bờ môi chắc luôn. Rồi còn gì nữa? Thỏ thì phải có gì? Phải có đuôi. Có cái đuôi nữa. Mà đuôi thỏ thì màu gì ha? Màu trắng. Màu trắng cho cái cô nàng này một cái đuôi màu trắng. Cái đuôi màu trắng. Mình lấy cái này là cũng là một cái viên kẹo nè. Cái này á là marshmallow. Kẹo mềm nhá. Hồng Thảo dùng marshmallow nhỏ thôi, là một cái đuôi màu trắng nhỏ nhỏ cho dễ thương ha. Xong rồi cái này cũng là một loại kẹo nữa, nó gọi là peanut hay là circuit candy, để làm hai cái chân cho chú thỏ này. Chú thỏ này đứng. Rồi. Là cô thỏ chứ. Cô thỏ. Thảo nghĩ là cắm tâm vô trước rồi cắm kẹo thì nó dễ hơn. Rồi, bên đây phải canh sao cho nó đều á. Đúng rồi, hai chân cho đều nhau nha, mới công thỏ đi cà thọt tội nghiệp đó.
Xong chưa? Rồi, đây mình có một con thỏ. Các bạn nhỏ ơi, nhìn xem dễ thương quá phải không nào? Chỉ với một trái cam, vài viên kẹo và những cái tăm, chúng ta đã tạo hình được một cô thỏ rất là xinh xắn. Các bạn tùy theo các bạn muốn cho cô thỏ này tai màu gì thì các bạn có lựa viên kẹo màu đó. Tai màu đỏ cũng có, tai màu cam hoặc là màu vàng, cái nào cũng có cả, tùy theo sở thích của các bạn. Rồi mắt tím, nên... môi đỏ, mũi đỏ, chân và cái đuôi màu trắng trắng rất là dễ thương đúng không nào? Dễ thương quá đi. Nếu như mà các bạn thích á, thì các bạn có thể làm thỏ mẹ nè, rồi làm thêm mấy chú thỏ con bằng những trái cam nhỏ khác nữa. Không những cam mà mình có thể dùng apple, dùng táo để mình làm thêm. Đâu đâu, bây giờ Thảo thử làm bằng trái táo xem sao. Đại Nghị có muốn thử không? Muốn chứ. Đây. Okay. Bây giờ mình thử nha. Đầu tiên có lẽ cũng phải làm hai lỗ tai trước. Nhưng mà với cái táo màu xanh thì mình phải lựa hai cái lỗ tai màu vàng. Đúng, mình phải làm sao cho nó nổi bật lên. Đúng rồi. Chứ không có trùng màu. Đây, ghim vô. Chúng ta xem nè. Rồi, xong một cái lỗ tai. Thảo cũng sẽ làm cái này. Đây, một cái lỗ tai nữa. Bây giờ mình thi thử coi ai làm nhanh hơn nha. Rồi. Bây giờ đã biết cách làm rồi thì mình cứ làm coi ai làm nhanh hơn ha. Nghĩa sẽ cho cái này màu đỏ. Và các em sẽ chấm coi ai làm đẹp hơn. Bây giờ Hồng Thảo không thích làm mắt đen nữa, làm mắt xanh đi. Như là mắt đỏ đây. Tại trái táo của mình này màu đỏ, màu xanh thành ra mình phải làm cái mắt màu đỏ. Một bên mắt đỏ, một bên mắt cam. Vậy nó mới ấn tượng. Quá ấn tượng luôn. Đẹp chưa, bên đỏ bên cam. Cái mũi sẽ màu tím. Các bạn nhỏ thấy đó, chỉ cần chúng ta bỏ một chút thời gian, khéo léo một chút xíu thì chúng ta đã có được những cái sản phẩm rất là dễ thương. Đây có thể là cái món đồ chúng ta trang trí trong phòng ngủ của mình nè, hoặc là chúng ta làm để dành tặng cho ba mẹ như ngày lễ phục sinh, cũng rất là có ý nghĩa đó. Đúng rồi. Và nếu như mà các em làm những cái món này á, thì các em được chơi với lại đồ ăn mà không có bị ba mẹ la. Tại vì nó thực sự là nó tạo ra một cái... giúp cho các bạn nhỏ sáng tạo này, đúng không? Một cái trí sáng tạo này, cũng như là một đôi tay khéo léo nữa. Đó, sắp xong rồi đây. Dễ thương ghê chưa? Giờ làm cái đuôi nữa. Ok. Đây, anh chàng thỏ của Thảo đây. Trời, đủ màu hết rồi. Thỏ con trai gì đâu mà màu sắc dữ vậy. À, cái đuôi. Cái này thì không có cần phải dùng cái chân. Đúng. Tại vì nó có thể tự đứng được rồi. Đấy, Đại Nghĩa cũng làm xong rồi nè. Đó, một chú thỏ dễ thương với hai cái tay màu vàng. Mắt một đỏ một cam. Hello bạn kia ơi. Hello. Hello, how are you? I am good. Let's go to have party. Yes. Rồi, bỏ đây nha. Vậy là chúng ta đã có tới 3 bạn thỏ rồi. Hồng Thảo hướng dẫn cho các bạn nhỏ làm ra những chú thỏ này đúng là ấn tượng thiệt nha. Đó, sau khi chúng ta làm xong những cái chú thỏ này, những cái phần kẹo này chúng ta còn dư thì chúng ta sẽ làm gì nào? Nó sẽ... chúng ta sẽ bỏ vào miệng. Đơn giản. Đừng có ăn, đừng có ăn nhiều kẹo quá, một hồi nữa Đại Nghĩa sẽ nhảy lên nhảy xuống như là các em nhỏ. Ô, các bạn nhỏ thân mến, nhìn xem nào. Chỉ cần một chút thời gian, một chút khéo léo, chúng ta đã làm được những món quà, những món đồ trang trí rất là dễ thương dành cho nhau trong ngày lễ phục sinh rồi phải không nào? Đó là gì nào? Đó là hai cái tổ chim với những quả trứng chim nhiều màu sắc. Bên cạnh đó là ba chú thỏ màu sắc cũng không có kém. Rồi còn có những cô bướm xinh xinh, những cô bướm dễ thương của chúng ta nữa. Dễ thương quá phải không nào? Chưa hết đâu, đây là mới 3 món đồ trang trí mà anh Đại Nghĩa và chị Hồng Thảo mới giới thiệu thôi. Vẫn còn 2 món nữa, cũng hấp dẫn vô cùng. Hồng Thảo ơi, bây giờ chúng ta hướng dẫn cho các bạn nhỏ làm luôn được không?
Tiếc quá đi, bây giờ mình sắp sửa hết giờ rồi. À, vậy mình hả? Chắc phải hẹn các em lại một chút xíu nữa thôi. Thì mình sẽ tiếp tục theo phần 2 ha. Như vậy là chúng ta phải hẹn lại các bạn nhỏ trong chương trình lần sau. Các bạn nhỏ ơi, nhớ tiếp tục đón theo dõi chương trình này nha. Để chúng ta có thể làm thêm được hai món đồ. Hai món gì đây ta? Hai món gì mà bí mật quá vậy? Chắc chắn rằng sẽ hấp dẫn vô cùng. Thậm chí còn hấp dẫn hơn cả những cái món đồ vật mà Đại Nghĩa và Hồng Thảo vừa mới hướng dẫn cho các bạn nữa đó. Vậy thì bây giờ có lẽ chúng ta phải chào tạm biệt quý vị khán giả, cũng như chào tạm biệt các bạn nhỏ dễ thương của mình nhé. Chào các em. Xin chào và hẹn gặp lại.